Thưa quý vị, tình trạng ngập úng khi mưa lớn thuộc một trong 8 yếu tố ảnh hưởng việc định giá phi nông nghiệp tại Hà Nội từ ngày 16 tháng 9. Theo đó, các khu vực thường xuyên bị ngập úng sẽ có giá đất thấp hơn so với các khu vực khác. Quyết định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc định giá đất, đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư quan tâm đến việc cải thiện hệ thống thoát nước trong điều kiện cấp thoát nước, cấp điện, điều kiện nêu tiêu chí và mức độ ổn định của khu vực cấp nước, cấp điện với mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Việc định giá đất cũng cần xác định tình trạng ngập úng khi mưa lớn, giá sẽ chênh lệch không quá 5% với mỗi tiêu chí. Cùng với đó, yếu tố hiện trạng môi trường, an sinh cũng nêu tiêu chí bụi, tiếng ồn, ô nhiễm không khí, nguồn nước, gần nghĩa trang, khu vực xử lý rác thải ảnh hưởng đến định giá đất với mức điều chỉnh chênh lệch dưới 5%.